Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đến với kênh ẩm thực của Hoàng Sơn. Hôm nay Sơn lại chia sẻ với mọi người một món ăn, đấy là để mình chuẩn bị trong tủ ấy. Sáng ra thì mình có thể mua có bánh mì và làm mấy bánh mì cho cả nhà cùng ăn. Đấy là món ba tê gan heo nhé. Gan heo nói là gan heo với tôi nhưng mà Sơn sẽ kết hợp một ít với gan gà để nó không bị khô và nó tăng cái độ béo mày ấy. Đấy là nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có thịt nạc vai nhé. Thịt nạc vai thì để đỡ mất thời gian thì Sơn đã nhờ xay ở ngoài chợ luôn đấy. Thì nạc vai thì đây là nửa cân các bạn nhé. Thì mỡ để mình lót xuống dưới khay để lát nữa mình xay xong mình lót đỡ khay đỡ khô. Hành tây để tăng cái độ ngọt cho pate nhá. Sữa tươi để mình sữa tươi các bạn mua sữa không đường nhá, để mình xử lý cái mùi hôi của gan này, với cả mình ngâm bánh mì. Đây nữa các mọi người chuẩn bị cho Sơn khoảng 5 lát bánh mì đấy, với định lượng như này. Tiếp theo không có một phần quan trọng đấy là mình phải có máy xay nhé. Không có máy xay thì làm cái món này hơi khó. Máy xay sinh tố nhá. Đấy là tiếp theo nữa, một tờ giấy bạc này để lát mình phin lên trên cái mình cho vào lồng mình hấp để khỏi nước khỏi vào. Gia vị thì đơn giản thôi, mình còn sẽ có gia vị thông thường như hạt nêm, đường, mì chính, nước mắm, tiêu, và hai phần quan trọng đấy là phần hành phi nhá, tỏi. Rồi để đi vào mình chuẩn bị cái này thì Sơn sẽ trước tiên là mình sẽ ngâm cái bánh mì này vào trong sữa nhá. Các bạn cắt cho Sơn ngâm sữa vào đây với mục đích ấy, để lát nữa mình xay cái bánh mì này này. Đấy, xay cái bánh mì mình ngâm rồi mình xay, lát mình xay cái bánh mì. Đấy, các bạn ngâm như này. Nhớ là dấp xuống nhá, để cái sữa nó ngấm được vào đây này. Hành tây ấy thì các bạn để lát nữa xay cho dễ thì các bạn thái hành lịm cho Sơn này. Đấy, mình cho luôn vào trong đây nha, hành tây nửa củ nhá. Cái gan ấy thì các bạn bỏ hết cái gân sơ này đi nè, để lát nữa mình xay ấy nó không bị rắc vào trong cối ấy các bạn. Cái gan này để loại bỏ được độc tố ấy thì các bạn nên thái ra để ngâm với sữa tươi nhé. Đấy, cái gan này mình cứ thái nhỏ ra là được các bạn nhé. Thái nhỏ, thái mỏng, đường nào lát nữa mình cũng xào lên mà. Xong rồi mình xay nhuyễn ấy, thì các bạn cứ thái nhỏ vầy ra được. Đấy, thì đấy, bây giờ mình sẽ cho cái sữa này vào mình ngâm nhé. Mình ngâm thì mình ngâm trong vòng từ khoảng 15 đến 20 phút các bạn nhé. Đấy, mình dấp dấp xuống mình ngâm 15 đến 20 phút. Sau đó mình rửa sạch cái gan này thì mình cho bắt đầu mình xào nhá. Đấy, sau khi mà gan ngâm được khoảng 15-20 phút ấy, Sơn bắt đầu đi rửa nhá. Các bạn nhớ là rửa sạch cái này nhá. Đấy. Đấy, sau khi ngâm với sữa ấy, thì cái gan sẽ chuyển sang màu hơi trắng trắng này các bạn nhá. Màu trắng. Tiếp theo thì lưu ý nhá, cái mỡ này để mà muốn dễ thái ấy, các bạn bỏ trong tủ cho Sơn, bỏ trong tủ đông ấy. Nếu không kịp thì các bạn thái thì lưu ý là thái cái miếng dày dày lên một tí nhá. Đấy, giống như miếng ba chỉ rang trái cạnh nhá, mà mình thái nó dày mà nó dài được như này nè, để mình lót xuống dưới một cái khay như này nè. Đấy, mình lót để Sơn lót được kín hết cái mặt này, chờ lát nữa là mình xay cái đây, xong là mình xào xong rồi mình sẽ đổ pate vào đây và mình đi hấp nhé. Tiếp theo thì về phần nêm gia vị nhé. Lát nữa mình có hai hình thức, các bạn xào xong các bạn nêm cũng được, và Sơn thì nêm trước để Sơn xào luôn cũng được. Gia vị thì thông thường thôi. Về phần như này thì mình sẽ sử dụng đến 1/2 thì hạt nêm này, 3 thì đường nhé, mì chính nhé, 2 thì nước mắm này các bạn nhé. Các bạn ăn nhạt thì có thể cho nhạt hơn, bớt đi một lấy một thìa nước mắm thôi cũng được. Sơn làm vừa luôn nhá. Cho nửa cân thịt và đây là nửa 4 lạng gan heo và 1 lạng gan gà nhá. Tiếp theo tiêu thì các bạn ở nhà có trẻ con ăn thì các bạn cho ít tiêu thôi cũng được. Đấy, Sơn cho nửa vào đây, 1/2 thìa tiêu này. Tiếp theo thì Sơn đã cho phi sẵn đấy, bây giờ mình cho vào mình cho hai cái vào với nhau nhá. Để mình đi xào cái đây nhá. Xào mình tiến hành mình xay. Đấy, cái này thì mình sẽ đổ hành phi sẵn ở đây. Các bạn không có thì các bạn hành và tỏi các bạn phi thơm lên nhé. Cái đây là cả hành cả tỏi.
Đấy, tiếp theo thì mình sẽ đổ gan vào. Mình xào cho chín nhá. Xào gan được 3 phần thì mình tiếp tục cho hành tây vào để nó tiết nước vào này, để nó không bị cháy cái gan ấy. Đấy. Đấy, bắt đầu chín tới rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn này, rất thơm nhá. Xào như này thơm lắm. Thơm lắm luôn đấy. Con này mình còn hấp lên nữa. Đấy. Mình xào chín là được nhá. Bây giờ mình tiến hành đi xay nhá. Bánh mì này mình sẽ xay trước các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ xay nhỏ cái đây trước. Đấy, bánh mì cho vào này nó ướt, nó hút hết cả, khô hết cả ấy luôn đấy. Đấy, sau khi xay này, mình được một hỗn hợp như này nhé các bạn nhé. Đấy, mình xay xong gan thì mình tiếp tục để cho các nguyên liệu này vào này. Để mình xay tiếp theo nhé các bạn nhé. Cái hỗn hợp này. Bây giờ các bạn nhìn thấy gần thành pate rồi đó. Chỉ 8 tiếng chưng cất nữa là thành pate. Ở nhà mà các bạn không có máy xay nhỏ mini này, các bạn có thể bỏ vào máy xay sinh tố ấy. Mà cái cối mà có răng cưa. Đấy, các bạn nhìn này. Đây nhá. Xong rồi các bạn nhìn thấy một cái hỗn hợp thành pate chưa? Đây thành pate rồi nhá. Đấy, mình trộn cùng với cái bánh mì xay lúc nãy. Nhớ là các bạn phải trộn đều lên nhá. Cho nó thật đều này. Xong tiếp theo thì mình sẽ xúc vào đây nhá. Đấy các bạn miết như này nhá. Này. Miết này. Xong còn cái phần mỡ còn lại thì các bạn lật nó lên. Đấy, các bạn lật nó lên. Thấy chưa? Cái này nhá. Thì các bạn cứ như này, các bạn đậy và các bạn cho lên lồng, các bạn hấp trong vòng khoảng 6 đến 8 tiếng. Thường thường thì hấp khoảng 8 tiếng thì cái pate này nó nhừ ấy, nó mới thơm. Ở đây thì Sơn sẽ cho vào nồi áp suất Sơn ép. Ép thì ở nhà các bạn cho nồi áp suất các bạn ép cũng được, để cho nó thơm cái pate lên nhá. Đấy, trước khi ép thì các bạn phải phin kín nó vào để tránh hơi nước nó vào, nó hỏng hết pate ấy. Đấy. Đấy, nếu mà bỏ vào nồi ông ấy thì các bạn cứ bỏ như này vào nồi ông, mà các bạn ông bình thường thôi, để ý lên nước nhá. Còn cái của cái nồi áp suất này thì các bạn cho nó đây là thành phẩm của pate nhá. Sau khi mình hấp trong vòng 8 tiếng, mà Sơn hấp ở nồi áp suất thì Sơn chỉ hấp trong vòng 1 tiếng thôi. Cái này bây giờ để cái màu pate ở nhà nếu như này thì mình có thể ăn được luôn. Nhưng mà ở nhà hàng thì hoặc là mình bán ngoài hàng thì mình nên nướng cho nó vàng mặt cho đẹp nhá. Và nó thơm ấy. Và đây là sản phẩm mọi người nhá. Đấy, sản phẩm sau khi hoàn thành. Rất thơm luôn. Mọi người cứ làm theo cái công thức này chắc chắn là sẽ ổn nhá. Chào mọi người nhá, chúc mọi người thành công nhá.